Chào tất cả các bạn, hôm nay chúng ta sẽ xem xét bài 1 giới thiệu chung về GDD trong môn lập trình game 2D. Thì trong bài 1 hôm nay chúng ta sẽ xem xét các nội dung giới thiệu chung về GDD, các đặc tính và tính năng của GDD, cài đặt GDD và giao diện của các thành phần ở trong GDD. Thì đầu tiên chúng ta sẽ xem xét giới thiệu về chung về Unity nó là gì và đặc điểm tính năng cài đặt giao diện, thì xem xét các thành phần project, hierarchy, sync, game, inspector và menu. Giới thiệu chung về Unity, thì trước khi mà chúng ta xem xét Unity nó là gì thì chúng ta hình dung để tạo ra được các game hiện nay trên thị trường thì người ta có thể cần phải sử dụng các cái thư viện lập trình. Và nếu mà ai mà thường hay chơi game á thì chúng ta sẽ cài game thì sẽ bị yêu cầu, đó là một là cài OpenGL, hai là cài cái DirectX. Thì đối với là các cái game mà trước đây thì hay có cái yêu cầu như thế. Tuy nhiên khi mà sử dụng thư viện lập trình để tạo ra các game thì cái thời gian tạo ra các cái game rất lâu và khó. Và vì thế người ta tìm cách là tạo ra một cái bộ công cụ mà cho phép chúng ta tạo ra game được nhanh chóng hơn, dễ dàng hơn. Và những cái thành phần như thế thì chúng ta có khái niệm đó là game engine. Thì game engine đó là phần mềm xây dựng và lập trình game, có thể giao tiếp với các cái phần mềm khác giúp cho việc tạo game một cách nhanh chóng. Ở trong này chúng ta sẽ hình dung như thế này, là để tạo game thì có một tập các cái hình ảnh audio và cặp các cái model, tức là ở đây liên quan tới các cái dữ liệu thì chúng ta tập hợp hết lại rồi đưa vào ở trong game engine, là làm theo các cái quy định của game engine thì chúng ta có được cái game. Và đó là nguyên tắc cơ bản, rất cơ bản của lập trình game. Thế thì Unity nó là gì? Unity là một cái game engine hỗ trợ cả 2D và 3D. Và phiên bản mới nhất hiện nay là phiên bản ở năm 2019 và được viết bằng ngôn ngữ C++ và C Sharp. Cái này là giấy phép. Thì hiện nay giấy phép mới nhất là nó dùng hai dạng giấy phép, tức là giấy phép cho người dùng cá nhân thì đó là giấy phép free và non-commercial. Còn giấy phép mà cho các cái tổ chức và cho dùng cho commercial, tức là dùng cho thương mại, thì nó là phải tính phí. Và tài liệu tham khảo thì chúng ta có thể tham khảo ở trên các cái đường dẫn như trên. Và giới thiệu chung về Unity thì chúng ta thấy đây là một số các cái thành phần game. Ở đây thì chúng ta có là True Multi-Platform Development. Thì ở đây thì chúng ta thấy để tạo ra các cái game ở trên Unity thì một trong những đặc tính rất là có lợi của Unity đó là chúng ta làm game một lần và có thể build cái game đó cho nhiều nền tảng khác nhau. Thì trong đó chúng ta có thể build cho Android, có thể build cho iOS, có thể build cho Windows, có thể build cho cái Xbox, vân vân. Đó là cái đầu tiên. Thì chúng ta thấy web nè, cho PC, cho Mac nè, cho cái phone, rồi cho Android, cho Xbox và cho PlayStation, vân vân, rất là nhiều các nền tảng khác nhau. Và chúng ta hình dung tức là ngoài cái này ra thì Unity nó còn dùng trong một số các cái lĩnh vực, ví dụ như là lĩnh vực thực tại ảo, đó là AR đó. Đây, thì như vậy là chúng ta thấy là nó có thể ứng dụng rất là nhiều thứ. Và Linux, vâng vâng. Ở đây thì chúng ta có danh sách các cái game được viết và tạo ra bằng Unity: Shadowgun,
Rất hấp dẫn ha, Shadow Gun. Shadow Gears. Ở đây là các trò chơi Gears, giao diện Package Drift cho PC và Mac. Và chúng ta có danh sách rất là nhiều game ở tại cái đường dẫn trên. Và hiện nay cũng rất là nhiều game nổi tiếng ở trên thế giới là sử dụng Unity. Cho nên chúng ta cứ yên tâm, Unity là một trong những cái công cụ cũng được ưa chuộng khi tạo ra game cho cái giới lập trình game. Và chúng ta sẽ xem xét với thông tin chung về Unity Framework. Thì Unity được xây dựng ở trên cái Mono Framework. Và Mono Framework là một cái mã nguồn mở có thể chạy được trên nhiều nền tảng khác nhau, được viết bằng ngôn ngữ C Sharp và tương thích với Microsoft.net. Hiện nay thì Microsoft đã hỗ trợ rất là nhiều cho cái Mono và đã tích hợp vào trong cái thành phần của Microsoft ở trong các cái bộ .NET của Microsoft. Và trang web thì chúng ta có trang web monoprocess.com. Trong cái ứng dụng thì chúng ta thấy đó là bên dưới đó là hệ điều hành. Rồi sau đó sử dụng các cái lớp thực thi chung, các cái ngôn ngữ thực thi chung như thế này. Và bên trên tức là các cái thư viện lớp, và trên nữa thì các ứng dụng. Thì ở đây nó đang sử dụng một cái kỹ thuật của .NET, đó là cái ứng dụng của chúng ta có thể viết bằng nhiều ngôn ngữ khác nhau. Có thể sử dụng C Sharp, có thể sử dụng những cái ngôn ngữ bất kỳ nào đó mà có hỗ trợ. Và sau đó là biên dịch thì chúng ta sẽ chạy trên theo cái cơ chế này. Và ngôn ngữ hỗ trợ khi tạo ra các cái game cũng như các cái ứng dụng ở trong Unity thì chúng ta có C Sharp, chúng ta có JavaScript và có cái ngôn ngữ Po, là ngôn ngữ mà nó có cái dạng kế thừa các cái đặc tính mạnh của Python, của C Sharp, của các ngôn ngữ khác. Ở đây chúng ta có các ngôn ngữ. Tại sao mà dùng Unity? Trên thị trường hiện nay chúng ta có nhiều cái game engine khác. Thì có mấy cái đặc điểm đó như thế này. Thứ nhất là giá thành rẻ với nhiều cái gói license. Thứ hai, Unity tích hợp nhiều cái bộ công cụ rất là mạnh mẽ. Về hiển thị đồ họa, về xử lý âm thanh, vân vân. Các công cụ và tính năng dành cho mảng thiết kế trực quan, thân thiện và cho cái người designer. Hỗ trợ lập trình bằng nhiều ngôn ngữ, hỗ trợ lập trình mạng để phát triển các cái game hỗ trợ nhiều người chơi. Thì nó cho phép chúng ta tạo ra game mà có thể nhiều người tham gia cùng một lúc chơi trong game. Hỗ trợ xuất bản nhiều platform và cộng đồng thì lớn, có nhiều cái tài nguyên hỗ trợ. Các đặc tính và tính năng của Unity thì chúng ta thấy Unity thì đầu tiên đó là tính năng hiển thị, tức là rendering, tính năng hiển thị. Lighting tức là tính năng hỗ trợ xử lý ánh sáng và tạo ánh sáng. Rồi terrain tức là tính năng tạo ra địa hình. Ví dụ như chúng ta muốn làm một cái game đua xe thì chúng ta có thể là tạo ra cái địa hình ở trong cái Unity một cách rất là dễ dàng. Và physics là tạo ra các đối tượng vật lý ở trong game. Audio là xử lý âm thanh. Programming là lập trình. Và networking là hỗ trợ cho tạo game và lập trình game mạng. Đầu tiên là chúng ta thấy tính năng rendering, tức là hiển thị hay là kết xuất hình ảnh. Thì Unity hỗ trợ đầy đủ khả năng là hiển thị hình ảnh cùng với hỗ trợ cho phép áp dụng các công nghệ phổ biến trong hiển thị hình ảnh. Là chúng ta có thể hỗ trợ cung cấp sẵn 100 shadow
Tuy nhiên đó là cái này thì nó không phải dừng ở 100 shadow mà nó có thể là hàng ngàn shadow hiện nay đối với lại GDD, và cả là cái shadow free và cả cái shadow do các nhà phát triển ở bên thứ ba cung cấp, hỗ trợ các cái surface shadow rồi một số các cái dạng thức khác và hỗ trợ log. Về ánh sáng, ánh sáng là một yếu tố giúp cho cái môi trường trở nên đẹp và thực tế hơn, thì Unity đã hỗ trợ cho chúng ta xử lý các cái nguồn sáng khác nhau và cung cấp nhiều giải pháp đa dạng có thể áp dụng một ánh sáng một cách tốt nhất vào môi trường. Và ở đây một số công nghệ và kỹ thuật về ánh sáng được hỗ trợ như là light mapping, real time shadow vân vân, rất là nhiều các cái dạng kỹ thuật về xử lý ánh sáng khác nhau mà được Unity hỗ trợ. Về terrain còn gọi là địa hình, thì chúng ta có thể là tạo ra một cái địa hình từ đơn giản cho tới phức tạp, và trong đó có cây cỏ, có đồi núi vân vân, và cung cấp cho chúng ta cái bộ công cụ Terrain Tools và Tree Creator để tạo ra các thành phần. Rồi Substances, tức là các cái texture thông minh, là một cái dạng tùy biến texture nhằm làm đa dạng hơn trong những cái điều kiện môi trường khác nhau. Rồi Pathfinding là cái kỹ thuật tìm đường, thì hỗ trợ tính năng cho phép tạo ra cái tìm đường đi cho AI. Thì cái này là cho cái trí tuệ nhân tạo trong game. Và hiện nay thì đang hướng tới một cái đặc điểm, đó là tạo ra cái game mà nó có thể có cái trí thông minh của con người trong đó, có thể cho phép phân tích, đánh giá vân vân. Rồi audio thì Unity tích hợp FMOD, công cụ âm thanh thuộc hàng mạnh hiện nay. Và programming là cho phép tạo nên cái khả năng tương tác, trí thông minh và nhiều cái yếu tố khác cho game. Và trong này thì nó hỗ trợ cho chúng ta các ngôn ngữ như là C Sharp, JavaScript và Go. Networking thì cho phép tạo ra các cái trò chơi trực tuyến và một số tính năng. Thì chúng ta có một loạt các cái tính năng mà hỗ trợ cho cái lập trình mạng. Và tiếp theo thì chúng ta sẽ xem xét mở một cái trò chơi đơn giản, tức là mở một cái dự án ở trong cái Unity, xem xét các cái thành phần của cái dự án đó như thế nào. Sau khi cài đặt cái chương trình Unity thì chúng ta có thể chạy cái Unity bằng cách ở đây thì gõ cái Unity. Thì ở đây thì đối với lại các phiên bản GDD mới thì nó bỏ đi cái chữ đó là 3D. Còn phiên bản GDD cũ thì nó vẫn còn giữ cái chữ đó là 3D. Và sau khi chạy cái chương trình lên thì Unity sẽ hỏi các cái thông tin đăng ký sử dụng chương trình. Thì chúng ta đăng ký tài khoản, rồi đăng ký cái mục đích sử dụng và chấp nhận các cái điều khoản sử dụng của Unity xong thì ra được cái giao diện như thế này. Ở đây có thể chúng ta kích vào New để tạo dự án mới, hoặc là Open để mở một cái dự án hiện tại. Nếu chúng ta có một cái dự án nào đó thì chúng ta có thể mở một cái dự án hiện tại. Ở trong này chúng ta sẽ Open và sẽ xem xét mở một cái dự án hiện tại. Đây thì có cái Unity Demo và có các cái dự án, ví dụ như là Hello, có thể là Flappy Bird Symbol. Và chúng ta nhấn OK, nhấn Yes, nhấn OK, Continue. Và đây là cái dự án cũ, cho nên là cái Unity sẽ chuyển đổi cái nội dung của dự án này sang cái phiên bản mới. Thì chúng ta sẽ chờ trong giây lát để Unity chuyển đổi.
Và sau khi chuyển đổi xong thì Unity hiển thị ra cửa sổ, và hiện nay thì ở máy này đang dùng phiên bản 2018, nhưng mà phiên bản mới nhất hiện nay đó là 2019.2.17. Cho nên là cái này thì Unity hỏi là có cài phiên bản mới hay không, và tạm thời là chúng ta skip qua cái phiên bản mới này. Và chúng ta sẽ thấy là đây là một cái game nó tương tự như cái Flappy Bird. Chúng ta có thể là kích vào đây để mà chạy thử cái game này để xem thử như thế nào. Đây, và chúng ta thấy nè. Rồi, game Flappy Bird. Cái này là được viết bằng cái Unity. Đây, chúng ta thấy là đây, thì cái này là Flappy Bird rất hấp dẫn. Như vậy là chúng ta thấy ở cái màn hình ở bên dưới này là cái màn hình mà cái game đã chạy. Màn hình trên là cái scene, tức là cái màn hình thiết kế. Cái màn hình thiết kế là chúng ta sẽ xem xét đưa các cái đối tượng vào cho game. Và đây là cái giao diện chung của cái Unity. Thì trong đó sẽ tổ chức các cái dự án và các cái thành phần trong cái dự án và trong ứng dụng game của chúng ta. Thì có nhiều thứ trong này. Và chúng ta có cái project để tổ chức các thành phần. Ở đây thì chúng ta lưu ý, tức là cái trên này thì nó sẽ hiển thị cho chúng ta danh sách các cái đối tượng ở trong một cái scene. Còn bên dưới là hiển thị các cái thành phần mà chúng ta đưa vào ở cho cái dự án của chúng ta. Thì có nhiều cái dạng thức như đây. Và đây là cái cửa sổ mà hiển thị cái game sau khi thực hiện. Và bên này là nếu mà chúng ta kích vào đây thì bên này sẽ hiển thị cho chúng ta danh sách các cái thuộc tính của một cái đối tượng hay là của một thành phần nào đó. Thì cái bên Inspector này nó là như thế. Và như vậy là chúng ta đã giới thiệu qua về việc mở một cái dự án hiện có ở trong game, ở trong Unity, và giới thiệu sơ qua một số các thành phần của Unity. Tiếp theo thì chúng ta thấy là sau cái phần demo thì cái giao diện của Unity được hiển thị ra, thì trong đó có một số các cái thành phần. Đầu tiên đó là toolbar, đó là cái thanh công cụ cái này. Thứ hai đó là cái cửa sổ mà hiển thị danh sách các cái đối tượng có trong một cái scene. Đây là hierarchy và project. Cửa sổ project thì hiển thị là tập hợp những cái tài nguyên, những cái thành phần mà có trong cái dự án của chúng ta. Và bên cái chỗ inspector là sẽ hiển thị thông tin chi tiết về thuộc tính của một cái đối tượng hay là một của một cái thành phần nào đó ở trong cái game. Và ở giữa đó là cái scene, đó là một cái màn chơi. Thì chúng ta cứ hình dung đó là một màn chơi ở trong cái game. Thì chúng ta đưa các cái nhân vật, đưa các cái hình tượng, đưa các cái thành phần khác vào trong cái scene này. Tiếp theo thì chúng ta thấy chi tiết về các cái thành phần ở trong cái giao diện của Unity. Đầu tiên đó là scene, là nơi mà trò chơi sẽ được xây dựng. Hierarchy, tức là danh sách các cái game object ở trong scene. Inspector là những thiết lập, những thành phần thuộc tính của đối tượng. Game là cái cửa sổ chơi để mà cho phép chúng ta xem trước cái kết quả của cái game khi ở chế độ hoạt động. Và project là danh sách các cái assets, tức là các cái tài sản của dự án hay là các cái tài nguyên của dự án mà chúng ta đưa vào và sử dụng ở trong cái dự án của chúng ta. Và tiếp theo, khái niệm project. Project là nơi mà chúng ta có thể truy cập và quản lý các tài nguyên, các assets ở trong cái project của chúng ta.
và có thể thêm mới một SS bằng cách import cái SS đó vào, có thể xóa khỏi process, có thể di chuyển một SS mới từ cái cửa sổ Windows Explorer vào trong cái process của Unity. Và đây là giao diện thì chúng ta có thể là thêm một cái thư mục mới, có thể copy một cái tài nguyên từ ở bên ngoài vào, rồi có thể tạo mới, vân vân, rất là nhiều các cái thao tác và chức năng ở đây. Chúng ta tạo mới SS, kích vào create. Và đây là danh sách các SS được tạo ra và quản lý thông qua các thư mục, thông qua các cái tổ chức các thành phần vào thư mục. Và cái giao diện của cái project thì chúng ta sẽ xem lại trong cái demo trước đây để xem là trong project này đã tổ chức các cái thành phần như thế nào. Quay lại cái cửa sổ của Unity và chúng ta chuyển xuống chỗ cái cửa sổ project thì chúng ta thấy như thế này, là các assets, tức là các cái tài sản của project, của dự án, thì bao gồm là animation, đó là các cái hoạt họa trong game, fonts, tức là các phông chữ, prefab, tức là các cái thành phần hay là các game offset mà được tạo dựng sẵn theo một cái cấu trúc và chúng ta có thể là tái sử dụng lại. Scene, đó là các cái màn. Ở đây chúng ta có thể là có hai màn và có thể đưa thêm nhiều màn vô. Script là các cái đoạn script, và ở đây sử dụng ngôn ngữ C# để viết. Và sprite tức là cái nội dung về hình ảnh mà chúng ta có thể sử dụng ở trong game. Thì như vậy là cái project được tổ chức theo cái dạng thức như thế này. Ngoài ra thì chúng ta có thể là tạo ra rất là nhiều thứ, ví dụ như tạo script mới nè, tạo cái folder nè, tạo cái scene mới nè, rồi rất là nhiều thứ có liên quan để chúng ta có thể là tạo ra ở trong cái project. Thì kích vào trong cái create để mà có thể là tạo ra được các cái thành phần ở trong cái project của chúng ta. Và khi tạo ra thì sẽ đặt vào trong các cái thư mục tương ứng, và trong những cái bài học sau thì chúng ta sẽ xem xét cái công dụng của từng cái thư mục nó như thế nào để giúp là tổ chức được các thành phần ở trong project được tốt hơn và dễ dàng quản lý hơn. Ở tiếp theo chúng ta sẽ xem xét giao diện của Unity, đó là Hierarchy. Thì đây là cái cửa sổ hiển thị phân cấp các cái game offset ở trong cái scenes. Thì chúng ta thấy là tổ chức các cái offset và có cái sự phân cấp cha con ở trong cái cửa sổ này. Và cái hierarchy là bao gồm các cái game offset và trong một cái scene, tức là một cái cảnh hay là một màn chơi hiện hành. Và bao gồm các cái tài nguyên như là model 3D, prefabs, vân vân, để tạo ra được một cái phần chơi ở trong game. Và chúng ta có thể lựa chọn các cái đối tượng ở trong cái hierarchy và kéo vào một cái đối tượng khác để tạo ra được cái mối liên hệ cha con. Một đối tượng con di chuyển và xoay tròn giống như đối tượng cha thì chúng ta có thể sử dụng những cái tam giác xuất hiện, tam giác nhỏ xuất hiện ở các cái vị trí của đối tượng cha để hiển thị và ẩn các đối tượng con nếu cần thiết. Và đây là các cái đối tượng bình thường và các đối tượng theo phân cấp cha con ở trong cái hierarchy. Chúng ta có thể tạo ra danh sách các cái game offset của một scene. Và để tạo thì kích vào cái chỗ create để tạo ra cái game offset cho cái scene đó.
Và ở đây thì sẽ hiển thị ra danh sách các game offset, tức là danh sách các đối tượng trong game ở hiện có ở trong cái scene hiện tại. Và chúng ta có thể chọn cái kiểu của game offset được tạo ra. Thì trong này có thể sử dụng, đó là tạo ra cái camera, tạo ra cái UI text, vân vân. Rất là nhiều các cái thành phần mà chúng ta có thể sử dụng. Rồi tạo đối tượng cho con, lựa chọn đối tượng con, sau đó rê và di chuyển vào cho cái đối tượng cha. Đấy. Thì lúc đó là chúng ta có thể lựa chọn đối tượng cha để xem xét cái chi tiết, cái thông tin. Và ở đây giống như là chúng ta khi tổ chức các cái thành phần, ví dụ là chúng ta tổ chức cái bàn, tạo ra cái bàn, thì chúng ta hình thành ra các đối tượng con là chân bàn, có mấy cái chân bàn đó, mặt bàn vân vân các thứ. Chúng ta ghép các cái đối tượng con đó vào trong một cái đối tượng cha, đó là cái bàn, để tạo ra được cái sự phân cấp. Và khi mà định dạng đối tượng cha, khi di chuyển đối tượng cha thì đối tượng con sẽ tác động theo. Và ở đây drag rê vào. Ở trong cái giao diện hierarchy thì chúng ta sẽ xem xét lại cái demo để có thể hình dung rõ hơn về cái việc là tạo và bố trí cái đối tượng cha con. Quay trở lại cái cửa sổ của chương trình Unity thì chúng ta sẽ thấy như thế này. Trong cái cửa sổ thì đây là cái hierarchy, hiển thị ra danh sách các cái game offset có ở trong cái scene ở đây. Thì đây là cái cửa sổ của scene. Thì chúng ta thấy là cái đối tượng bird và cái canvas và cái game controller, main camera vân vân. Thì có nhiều các cái đối tượng ở đây ở trong cái scene. Và đối với game thì chúng ta có thể thấy dễ dàng hơn cho cái, để mà dễ dàng hơn cho cái việc demo thì chúng ta có thể là tạo ra một cái scene mới. Và khi tạo ra cái scene mới thì cái cửa sổ nó ở cái dạng thức như thế này. Chúng ta có thể chọn những cái hình ảnh bỏ vào trong cái scene, thì rê bỏ vô đây. Thì chúng ta thấy là khi mà rê bỏ vô đây thì nó sẽ xuất hiện cho chúng ta cái thông tin của đối tượng đó ở đây. Thì chúng ta thấy như thế này, khi mà rê bỏ cái này vào đây thì cái nội dung và cái thông tin của đối tượng sẽ xuất hiện ở đây. Và chúng ta có thể là bổ sung thêm một số các thành phần khác. Rê bỏ vô đây thì nó xuất hiện là column sprite. Và sau đó thì có thể là chúng ta tạo ra một cái create empty. Đây, chúng ta có thể là tạo ra một cái empty game offset. Thì ở đây chúng ta có thể là đặt tên cho nó. Và rê bỏ vô trong cái đối tượng cha. Rê và bỏ vô trong cái đối tượng cha. Thì chúng ta thấy là rê bỏ vô trong đối tượng cha. Thì chúng ta thấy là cái game offset của chúng ta thì ở đây thì nó xuất hiện ở đây cho chúng ta. Cái game offset thì chúng ta có thể là cho phép là đổ màu cho cái game offset để mà thấy rõ hơn ở game offset này. Rồi như vậy thì chúng ta sẽ kích vô đây để mà xem xét các thông tin chi tiết về cái đối tượng cha. Và đối với lại cái việc là chúng ta sẽ điều chỉnh các cái thành phần, các cái thành phần ở trong cái đối tượng cha này, chúng ta có thể là cho mù cái đối tượng cha đi. Đó. Như vậy là các bạn thấy đó là khi mà di chuyển đối tượng cha thì đối tượng con nó sẽ tác động theo. Và chúng ta có thể kích chọn cái chức năng này, di chuyển tới, chuyển lui. Đó. Thì lúc này là hai cái đối tượng con nó sẽ tác động theo cái đối tượng cha luôn. Và trong cái Unity chúng ta dùng cái kỹ thuật là tạo ra cái các đối tượng theo quan hệ cha con, để mà khi chúng ta định dạng và di chuyển đối tượng cha thì đối tượng con nó sẽ tác động theo. Thì mục tiêu của cái định dạng quan hệ cha con nó là như thế ở trong cái Unity.
và để cho chúng ta dễ quản lý hơn, để cho chúng ta dễ tạo ra các cái prefab mà có thể là tái sử dụng được cao hơn. Tiếp theo chúng ta sẽ xem xét giao diện Unity, đó là Toolbar. Thì trong Toolbar thì đây là cái thanh công cụ cho phép chúng ta có thể thực hiện các chức năng như là dịch chuyển, như là điều khiển các cái thành phần ở trong cái scene. Thì trong thanh công cụ Toolbar, đầu tiên là chúng ta sẽ có Control Offset, tức là Hand Tool, rồi Move Tool, Rotate, tức là xoay, và Scale, tức là điều chỉnh to nhỏ. Rồi tiếp theo đó là cái Remote Display Toggle, thì biến đổi cái chốt Remote, rồi hiển thị trong cái khung nhìn scene, Center, Pivot, hoặc là cái Logo. Và các cái chức năng để cho phép chúng ta chạy, chơi game, dừng và chuyển sang cái bước chạy tiếp theo. Layers, thanh sổ layer để điều khiển các đối tượng và điều khiển cái tầng ở trong cái scene. Layout là thanh điều khiển việc bố trí giao diện màn hình. Và scene, scene là một màn chơi ở trong game. Thì trong một cái game thì chúng ta có thể là tạo ra nhiều màn. Và ai mà làm game tốt thì chúng ta có thể tạo màn thứ nhất, chơi hết màn thứ nhất, qua màn thứ hai, chơi hết màn thứ hai, cấp độ khó bắt đầu nó nâng dần lên. Và lúc đó là người chơi chơi xong các cái màn của chúng ta là người ta còn gắn bó được với chúng ta. Ai mà chơi là xong hết các màn thì người đó là cực kỳ xuất sắc. Đó là một gamer giỏi. Thì chúng ta cứ phân chia màn. Và ở đây là khung nhìn của scene. Thì chúng ta thấy là khung nhìn scene thì có thể đây là cái nơi mà có thể là dùng để xây dựng các cái thực thể đưa vào trong cái màn đó, và chọn bố trí cái đối tượng, chọn quang cảnh, chọn camera như thế nào, rồi chọn cái animation, tức là kẻ địch như thế nào. Rồi sự bố trí hoàn cảnh với khung nhìn là chính là một chức năng quan trọng nhất của CNED. Chúng ta có thể thực hiện việc này một cách là nhanh chóng. Và trong một cái game thì chúng ta phân màn nó ra level 1, level 2, level 3 đến level N. Và khi mà làm game á là người ta sẽ phải có một cái kịch bản, tức là phát thảo sơ kịch bản là cái game của chúng ta là chơi như thế nào, rồi phân cảnh như thế nào, mức độ khó như thế nào, rồi thu hút người dùng như thế nào. Là thậm chí là có một số game giống như là game Flappy Bird. Tại sao Flappy Bird là gắn bó với người dùng nhiều? Người ta chơi hoài, thua hoài, tức. Thấy không? Chơi có mấy cái cột đó mà chơi hoài hôm qua. Chơi được có mấy cái là đang một sướng đó là nó cháy chắc. Cái lúc đó là bực mình trực tiếp, chơi miết luôn. Thì cái đặc thù của cái game đó là như thế. Tức là chúng ta phải xác định ra được cái kịch bản của game như thế nào. Và mỗi scene là một cái level ở trong game. Và một game có thể có nhiều level. Và ở đây chúng ta sẽ thấy như thế này. Và định hướng khung nhìn là chúng ta có thể giữ chuột phải trong phần khung nhìn để kích hoạt chế độ điều chỉnh góc nhìn. Sau khi giữ chuột phải và có thể kết hợp với các cái phím và các cái thành phần thì chúng ta có thể điều chỉnh cho nó hợp lý với cái mong muốn của chúng ta. Và chọn bất kỳ một cái game offset nào và nhấn phím F để chuyển góc nhìn về đối tượng đã được lựa chọn. Và ở đây là khi làm game cũng như là khi xử lý đồ họa ở trên máy tính thì chúng ta phải kết hợp với lại các phím tắt. Và các phím tắt nó sẽ giúp cho chúng ta thao tác với các thành phần khi thực hiện thiết kế cũng như lập trình rất là tiện lợi. Và chúng ta có thể là sử dụng phím tắt Up, Down và kết hợp với phím On thì chúng ta có một số các chức năng tương ứng. Và các phím tắt thì công dụng đấy, thì chúng ta có thể là dùng cái Q, rồi công cụ dịch chuyển W,
Ở đây là các cái move tools. Rồi rotate E. Rồi scale R. Và một số các cái phím tác khác. Ở đây chúng ta có thể giữ sự chuột trái và chọn các cái phím SYC để thay đổi góc nhìn camera. Ở đây chúng ta có thể là sử dụng để mà thực hiện thay đổi góc nhìn camera theo cái trục tọa độ SYOC. Thì chúng ta có thể là điều chỉnh và định hướng cho các cái game offset. Là khi xây dựng game thì sẽ phải đặt rất là nhiều các cái đối tượng vào cho game. Ở trong cái thế giới của game thì sử dụng các công cụ biến đổi ở trên thanh công cụ để giúp cho chúng ta có thể điều chỉnh xoay hoặc là phóng to thu nhỏ vân vân, và có thể dùng chuột để thao tác với cái bất cứ các cái trục tọa độ nào khi thực hiện biến đổi, và thanh công cụ để điều khiển cái khung nhìn ở trong game thì cho phép chúng ta sẽ xem dưới nhiều cái tế độ hiển thị như là texture, wireframe, RGB, overdraw và nhiều cái loại khác, và có thể hiển thị xem về ánh sáng, các tác động nghe âm thanh ở trong game vân vân. Và giao diện game là cửa sổ game. Khi chúng ta nhấn vào cái nút play thì cái game ở cái cửa sổ chạy hay ở cửa sổ chơi, và cửa sổ sẽ cho phép tùy chọn và về thiết đặt màn hình rồi phản ánh phạm vi ở trong cái scene. Và sau khi nhấn nút play thì ứng dụng sẽ chạy và chế độ testing và chơi thì chúng ta có thể là điều chỉnh các cái kích thước khác nhau về hiển thị cho cái game. Thì cái này nó tương ứng với lại cái việc mà sau này nếu chúng ta muốn triển khai cái game đó cho những cái loại thiết bị nào thì chúng ta sẽ phải điều chỉnh cho nó phù hợp. Và các thành phần thì chúng ta có thể là xem xét chỉ ra trạng thái của game vân vân, thì chúng ta có thể là thực hiện chế độ debug. Cái này là cho phép chúng ta điều chỉnh cái tỷ lệ cửa sổ, tỷ lệ khung nhìn của game. Và set là nút sẽ cho phép là thống kê các cái thông tin rất hữu ích của cái game khi hiển thị. Và đặc biệt là làm việc với game thì chúng ta sẽ liên quan tới cái sức mạnh xử lý của máy. Mà sức mạnh xử lý của máy thì cái game của chúng ta có thực hiện là sử dụng bộ nhớ tối ưu hay không, rồi có thực hiện xử lý nhanh hay không vân vân. Và nếu mà chúng ta xây dựng một cái game mà nó chạy chậm quá thì cũng không ổn. Cho nên là cái này là cái thông tin hữu ích để giúp cho chúng ta có thể là tùy chỉnh hơn để tối ưu hơn cho cái game của chúng ta. Và Inspector là các cái game ở trong Unity được tạo ra bởi tập hợp rất là nhiều các cái offset, và trong mỗi offset thì sẽ có nhiều các cái thành phần con trong đó và các cái thuộc tính. Thế thì chúng ta sử dụng cái Inspector để mà hiển thị chi tiết các thông tin của offset. Và chúng ta sẽ xem xét là cửa sổ Inspector được sử dụng để thay đổi giá trị của các thuộc tính và các thành phần của offset. Một cái game offset chứa nhiều thành phần thì mỗi thành phần lại chứa nhiều cái thuộc tính khác nữa. Đấy, thì chúng ta thấy là có thể thêm sửa xóa các cái thành phần cho cái game offset. Và đây là cái cửa sổ của cái Inspector khi chúng ta chọn vào một cái game offset nào đó. À, có thể thực hiện thay đổi giá trị. Thay đổi giá trị ở đây. Tiếp theo chúng ta sẽ xem xét cái giao diện menu file. Đây là cái giao diện mà cho phép tạo mới các cái thành phần cũng như là thực hiện lưu và build, tức là biên dịch. Và edit là cho phép thực hiện các cái chức năng là chỉnh sửa vân vân. Ở đây thì chúng ta có nhiều chức năng. Access thì cho phép là tạo mới các cái tài nguyên ở trong cái dự án.
cũng như là xóa, mở và import các cái package vào cho cái dự án. Game offset là đây là cái menu cho phép tạo ra các đối tượng game offset ở trong cái scene. Component thì chứa rất là nhiều các component mà chúng ta có thể sử dụng và tạo ra các component đó và dùng trong cái process của chúng ta. Terrains là tạo ra cái địa hình. Và window là sẽ hiển thị ẩn các cái cửa sổ cần thiết khi mà phát triển game. Và menu trợ giúp. Và một số các phím tab thì ví dụ như chúng ta nhấn F chọn trang, tab chuyển đổi qua lại giữa các cột. Control hoặc là Command F là tìm kiếm. Control Command A là chọn tất cả các đối tượng hiện có trong danh sách. Control D là nhân đôi tài nguyên đang được chọn. Delete là xóa hộp thoại. Delete ship là xóa không có hộp thoại. Backspace Command xóa không có hộp thoại. Cái này là dùng với hệ điều hành OS. Và một số các cái thành phần và các phím tab khác. Đây là một loạt các phím tab rất là hữu ích. Và khi mà làm việc với lại Unity cũng như là làm với game và phát triển game nói chung thì chúng ta nên là làm quen dần với các phím tab này để giúp cho chúng ta thực hiện công việc được nhanh chóng và dễ dàng hơn. Và trong cái demo thì chúng ta sẽ xem lại cái giao diện của cái dự án demo trước và xem xét cái cửa sổ Inspector cũng như cái hệ thống menu. Quay trở lại cái cửa sổ của Unity thì chúng ta thấy là Inspector ở đây là nếu mà người dùng chọn một cái offset nào đó thì các thông tin của các cái thuộc tính và các thành phần ở trong cái Inspector sẽ được hiển thị của cái game offset sẽ được hiển thị ở trong Inspector. Thì chúng ta thấy là như thế này. Và nó sẽ hiển thị chi tiết ở trong cái Inspector. Và chúng ta có thể thực hiện hiệu chỉnh các cái thông số ở đây, ví dụ như là game offset thì chúng ta có thể thực hiện hiệu chỉnh. Thì có cái hình thức là một là chúng ta gõ trực tiếp ở đây luôn. Hai là chúng ta có thể là rê chuột vào cái nhãn như thế này và chúng ta sẽ di chuyển tới, chuyển lui, chuyển tới, chuyển lui, chuyển tới, chuyển lui. Thì cái này là một cái hình thức mà chúng ta muốn thay đổi các cái giá trị nó rất là chi tiết như thế này để mà theo dõi luôn cái kết quả thực hiện khi thay đổi nó như thế. Chúng ta có thể là thực hiện và cái này là rotate nè, đó, xoay, xoay, xoay. Thì cái này là chúng ta xoay và trục gì, đó, cái này là xoay. Thì các bạn có thể là di chuyển cái con trỏ chuột và xuất hiện hai cái mũi tên hai đầu như thế này và chúng ta sẽ thực hiện là xoay. Thì cái kết quả là chúng ta có thể thấy ngay lập tức nó thực hiện như thế nào. Và trong cái cửa sổ Inspector thì sẽ giúp cho chúng ta sẽ hiệu chỉnh giá trị của các thuộc tính cũng như các thành phần. Và ngoài ra cái hệ thống menu thì chúng ta có thể theo dõi cái hệ thống menu rất là chi tiết nó như thế này. Rê vào đây, Command, Window, rồi Help. Thì các cái bài học sau thì chúng ta sẽ lần lượt là sử dụng các cái hệ thống menu một cách phù hợp. Và như vậy là trong bài học chúng ta đã xem xét giới thiệu chung về Unity, các đặc tính và tính năng của Unity cũng như cài đặt. Trong bài sau thì chúng ta sẽ xem xét là cấu trúc cái process như thế nào, khởi tạo cấu hình dự án game và khởi tạo các đối tượng cơ bản, tạo game offset, tạo sprite. Và xin cảm ơn tất cả các bạn.